Ăn đi. Ăn đi. Nào ăn đi xong đi ngân hàng nào. Đây là bài thi lái xe sao ấy? À, đúng rồi, bài thi bằng lái xe ô tô này. Đây là bưu điện nha, bưu điện Nhật Bản. Đây, làm thẻ để chuyển tiền trong Nhật Bản. Sợ rằng một ngày không còn em bên mình, một tình tuyệt vời tan thành mây vô hình. Còn lại đường gì ngoài nỗi đau anh phải mang anh. Ui, má ơi. Má đi. Không ăn chưa không? Em dịch tính nhỉ? Chị gậy mấy cái chữ tính chữ Hán này chị gậy ớt. Tôi chết rồi. Ở đâu? Sao được gì? Túi. Đó, em không ăn được điện tệ gì chứ. Nói dối chị ạ. À? Cái gọi là chùa gì nhỉ? Này, họ làm cái gì ghê em? Đây là chùa ở Nhật nha. Cái ngôi chùa này ở bản thôi. Nguyên ơi, em ơi, đâu rồi? Mày lừa chị à? Chạy đâu rồi? Không. Nào, đi ra ngân hàng nào. Đây là bingo nha. Mời bạn nào đây? Mời bạn này luôn à. Thích ăn gì thì đi gấp nha. Yến ăn gì nào? Nào, thích ăn cái gì thì gấp vào khay đây nha. Thích ăn cái gì thì gấp vào nướng. Chè. Hả? Lấy cái này cũng ăn gì thì gấp hết ra đây. Khi lấy ra nhiều là sau thì mình dơ gì nó hết rồi. Hết lấy. Nó nhớ mình cứ đi. Nhớ. Đẹp tài lắm. Lấy còn lấy cái gì cũng biết rốt. Lấy mì.